Quý vị đồng ý không? Tức là con đi chùa vì cái chữ chùa này nó gây ra một cái khoảng cách lớn bởi quan điểm của con người. Hãy mà nghe tới chữ chùa cái họ có cái ấn tượng không đẹp, phải không? Thầy biết có nhiều Phật tử trước đây họ từng khai với thầy mà họ ghét chùa dữ lắm. Hay nói đơn giản ghét các người ở chùa. Họ nói mà họ nói tụi con chưa thấy ai sân si bằng Phật tử ở trong chùa. Thì mấy anh đó nói với thầy là tụi con ghét chùa lắm, bất mãn chùa lắm, cho nên nói tới chùa dị ứng lắm. Chính vì lẽ đó chùa nó không phải là một cái vấn đề để mà có thể kéo họ đi đến. Do đó con không thể đến chùa được. Trong cái trường hợp trái ngang này, chỉ còn một cách là con biến cái nhà con thành cái chùa. Con biết biến cái nhà con thành cái chùa bằng cách nào không? Đừng có rinh Phật và thở cái chiến tranh xảy ra đó nghe con. Tức là chúng ta phải hiểu được chùa là một đạo tràng tu tập. Mà đạo tràng tu tập có nghĩa là một cái nơi mà được nhen nhúm bằng chính cái tâm từ bi và tâm trí tuệ. Vì sao? Trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng. Điều này Đức Phật nói trong Đại Thừa Khởi Tín Luận. Xin lỗi, Bồ Tát Mã Minh nói, chứ không phải là Đức Phật. Mà trong Kinh Duy Ma cũng nói như thế. Tức là trực tâm là đạo tràng. Trực tâm đó chính là từ bi, và thâm tâm đó chính là trí tuệ. Tức là con hành xử chuyện gì cũng phải đem từ bi và trí tuệ, thì nơi đó chính là đạo tràng. Bây giờ nè, nói câu nào con cãi câu đó, mở miệng ra đi chùa thì nghe nhà con sao không chịu. Đó mày đi đi, mấy ông thầy dạy cho mày đó, hung dữ như quỷ đó. Bây giờ con sống từ ái, sống có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với gia đình, biết kính trên nhường dưới. Tự nhiên người ta sẽ đặt ra một vấn đề, à con em của mình rất là ngoan, phải chăng nó đã ảnh hưởng tư tưởng của Phật giáo, hay nói đơn giản tức là nó được tiếp nhận những tinh hoa của chùa. Thì coi như là con biến cái nhà con thành cái chùa bằng chính tâm niệm của con. Con hơn thua, con hận thù, con gây gỗ, con ích kỷ, thì lúc bấy giờ con có đi tới cảnh Phật đi chăng nữa, cảnh Phật cũng thành ta bà. Chứ đừng nó đi tới chùa thì chùa nó cũng biến thành cái chợ. Con đồng ý không? Cố gắng ha. Chứ con đừng có bài ra mà xách cái sâu chuỗi mà niệm Phật sột trước mặt mấy ông đó, là mấy ông ứa gan lắm, mấy ông khó chịu lắm. Mình phải phương tiện, mình hành xử chuyện gì cũng lấy tinh thần của đạo Phật ra, thì cái đó gọi là đạo tràng. Giống như có một cái em đó ở ngoài Hà Nội, nó xin đi tu mà gia đình nó nhất định không cho. Mặc dù là nó đã học xong đại học rồi, không cho là không, nó đã trốn vào trong Nam này, nó ở trong cái chùa đó. Mà gia đình nó vô tới nơi hăm dọa các thầy là dụ con tôi. Làm trời làm đất, cuối cùng nó phải đi về. Nó về nhà xong á, mà nói á, nghe tin nó đi chùa nó là bố mẹ nó tự tử chết. Nó hỏi bây giờ phải làm sao? Là nó khỏi cần đi chùa, ở nhà. Tu ở đâu cũng vậy hết á. Tu ở chùa, tu ở nhà cũng bằng nhau. Chỉ có điều ở nhà chướng duyên nó nhiều hơn, chúng ta khó tu. Cho nên bây giờ thôi thì đợi lúc nào cha mẹ cảm thấy hiểu đạo được thì được. Bây giờ con cứ tập ăn chay, cứ tập niệm Phật đi, rồi cứ nghe băng thuyết pháp, thì mưa dầm thấm đất. Thì sau thời gian nó ăn chay niệm Phật nghe băng thuyết pháp rồi, bố mẹ nó bây giờ đồng ý cho nó xuất gia rồi, mà với điều kiện là một năm cho về quê thăm nhà 1 tháng. Tại nó sợ ở nhà không vô chùa thăm nó 1 tháng. Mà bắt nó ở nhà vô về chùa thăm 1 tháng rồi về nhà nó làm gì ở nhà? Tại vì ở chùa quen là về nhà 1-2 bữa là chịu không có được. Thấy những cái cảnh này cảnh kia chịu không có được đâu. Chính bản thân thầy đi về nhà thầy ở nhà thầy mà hơi lâu một chút á, thầy thấy khó chịu lắm. Tại vì thầy trở thành phán quan, người mét một chuyện, người kể một chuyện, nghe riết cái thầy muốn nhức đầu luôn vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, hàng Phật tử chúng con rất vô cùng mừng và lấy làm hân hoan với tấm lòng thành kính thầy đã gác lại tất cả các Phật sự, đã trở về nơi đây ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ vô giá. Vào giờ này, hàng Phật tử chúng con xin có đôi lời cảm tạ thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư,
với tinh thần thắp sáng mãi ngọn đèn chân lý. Mặc dù Phật sự đa đoan, nhưng Thầy cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian về đây ban cho chúng con những lời pháp quý báu, chứa đầy đạo vị. Bài giảng của Thầy là món ăn tinh thần, nhằm mục đích giúp cho chúng con hiểu biết thêm Phật Pháp và sách tấn chúng con trên bước đường tu nhân học Phật, là kim chỉ nam định hướng cho chúng con trên lộ trình giải thoát. Đạo tràng niệm Phật, chúng con xin chân thành cảm tạ công đức Thầy. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thầy thân tâm thường an lạc, đạo tâm kiên cố, Phật quả viên thành. Thầy mãi là sứ giả xuất sắc của Như Lai trên bước đường hoằng truyền chánh pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin mời tất cả đạo tràng chúng ta từ từ đứng lên. Mấy bác lớn tuổi đó đừng có đứng lên liền, mình phải duỗi một hai cái chân ra trước rồi đầu hả từ từ đứng lên, chứ đứng liền cái chân nó tê đó sẽ bị té. Dạ. Xin mời đạo tràng chúng ta chắp tay để niệm bài kệ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo.
đại bi hồi hướng Phật Bồ Tát. Đại bi hồi hướng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn của Ngài. Đại bi tâm Đà La Ni Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.